Mua hàng mà không mất tiền. Vào năm 2012, anh Nhâm Xuân Nam, một chuyên gia bảo mật, đã phát hiện các lỗ hổng trên các cổng thanh toán online tại Việt Nam lúc bấy giờ. Anh đã trình bày chi tiết phát hiện lỗ hổng của mình ở hội thảo TechCon 2012. Và với lỗ hổng này, hacker có thể làm thay đổi thông tin thanh toán, dẫn đến việc mua hàng hoàn toàn không mất tiền. Spotobug 3 và lỗ hổng mà Nam phát hiện đều cùng nói về một loại tấn công rất hay ở trong cơ chế mã hóa. Chúng ta hãy cùng giải đáp nguyên nhân đằng sau nó nhé. Spotobug là chuỗi thử thách lấy cảm hứng từ những câu chuyện thực tế dành cho các bạn có hứng thú với bảo mật để trau dồi kỹ năng săn lỗi của mình. Các bạn có thể truy cập tất cả thử thách Spotobug tại fanpage của CyberChuSu. Cảm ơn các bạn Hoàng Vĩnh An và Đức Phan đã tham gia thử thách và để lại lời giải khá chính xác. Ở video này, mình sẽ đi sâu và chi tiết vào các khái niệm cơ bản để có thể chinh phục thử thách này dành cho cả những bạn mới bắt đầu nhé. Trong video này thì bọn mình có dựng lên một trang web để làm môi trường thí nghiệm. Các bạn có thể truy cập địa chỉ này để cùng mình xem thử trang web này nó hoạt động như thế nào nha. Trang web này có 4 tập tin, tuy nhiên là chúng ta chỉ được phép truy cập 2 tập tin. Mình sẽ click kiểm tra thử xem nó như thế nào. Hình con mèo nè, với hình con chó thì truy cập được. Còn hình con chim với hình mèo và bạn gái thì không truy cập được. Nếu mà chúng ta quan sát kỹ thì sẽ phát hiện một cái điểm khác nhau nữa. Đó là hai cái đường link đầu tiên á, thì ngoài cái file name thì nó còn có mã mác trên đường link nữa. Trong khi hai cái đường link còn lại thì không có. Bây giờ mình làm một cái phép thử đơn giản đi. Ví dụ mình sửa file name thành mèo và bạn gái.jpg thì sao? Ok, không được. Trang web sẽ báo là 403 forbidden. Thì trong thử thách này, mục tiêu của chúng ta là sẽ tìm cách để xem được những cái file mà không được phép xem. Nhưng mà để làm được cái điều này á, thì chúng ta cần phải hiểu cái cơ chế bảo mật mà cái trang web này đang sử dụng, đúng không? Các bạn có thể xem mã nguồn của thử thách này tại đây. Nhưng mà trước khi đi sâu vào phân tích những dòng code á, thì đầu tiên chúng ta hãy nói về một cái thuật toán được sử dụng trong trang web này. Đó là hàm băm. Tại sao chúng ta cần hiểu về hàm băm? Các bạn có thể thấy tác giả đang sử dụng một hàm băm rất nổi tiếng. Đó là thuật toán MD5. Và sau khi các bạn thấu hiểu về hàm băm, về cuối video nó sẽ liên quan trực tiếp đến một đặc tính rất thú vị của MD5. Mà chính đặc tính này là một mảnh ghép dẫn đến một kỹ thuật hack, một kỹ thuật tấn công trong mật mã. Chắc các bạn đã từng nhiều lần nghe qua cụm từ hàm băm rồi đúng không? Nó được dùng trong lưu trữ mật khẩu nè. Nó còn được ứng dụng trong blockchain nữa. Ngoài ra, người ta còn dùng hàm băm để tăng tốc độ tìm kiếm. Và nó còn được dùng để đảm bảo tính toàn vẹn cho dữ liệu nữa. Vậy thì hàm băm là gì? Quay lại lịch sử của hàm băm một chút. Người mà các bạn đang thấy là ông Hans-Peter Lind, một kỹ sư tại IBM. Năm 1953, ông chính là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về hàm băm và sử dụng nó một cách sáng tạo để đánh số cho dữ liệu, hay người ta thường gọi là đánh index. Và với ý tưởng này, ông đã giúp cho việc tìm kiếm dữ liệu trở nên nhanh hơn rất nhiều. Sau đó hơn 20 năm, vào năm 1976, Diffie và Hellman là hai nhà mật mã học rất là nổi tiếng đã nêu lên một số bài toán cần phải giải quyết. Đồng thời, hai ông cũng đưa ra những hướng nghiên cứu mới trong ngành mật mã, New Directions in Cryptography. Một trong số các vấn đề mà hai ông đề cập đó là vấn đề lưu trữ mật khẩu. Các bạn thấy rõ ràng chức năng đăng nhập là trái tim của bất kỳ hệ thống online nào. Nhưng mà lúc bấy giờ mật khẩu của người dùng vẫn được lưu ở dạng mảng rõ. Và điều này thì cực kỳ nguy hiểm. Kẻ tấn công chỉ cần tìm một lỗ hổng có thể đọc được cơ sở dữ liệu thôi, ví dụ như SQL injection chẳng hạn, thì đã có thể lấy được tất cả mật khẩu trên hệ thống rồi. Từ đó, để giải quyết cái vấn đề này nè, thì Diffie và Hellman đã đề xuất ra một thuật toán kèm theo các tính chất bảo mật cần thiết. Sau đó, nhiều nhà nghiên cứu dựa trên đề xuất của Diffie và Hellman đã thiết kế ra các thuật toán khác nhau để giải quyết nhu cầu này. Trong đó có một ý tưởng nổi trội là tại sao chúng ta không sử dụng hàm băm vào việc lưu trữ mật khẩu. Từ đó, hàm băm mật mã ra đời giải quyết được vấn đề lưu trữ mật khẩu và cả các vấn đề bảo mật khác. Sau này, như các bạn đã biết là nó còn được ứng dụng vào cả trong blockchain nữa. Tóm lại thì hàm băm mật mã là một thuật toán giúp chuyển đổi những cái dữ liệu đầu vào tùy ý thành các cái mã số có độ dài cố định. Và đã có rất là nhiều hàm băm mật mã đã từng được tạo ra, như là MD5 này, hay là SHA-1, SHA-2. Riêng cái thuật toán MD5 thì sẽ có kết quả là 32 ký tự hex, tương ứng với lại 16 byte. Ngoài ra, một đặc điểm không thể không nhắc tới khi mà nói đến hàm băm mật mã thì nó là hàm một chiều. Và người ta gọi nó là hàm một chiều bởi vì cái việc mà từ kết quả băm mà muốn truy ngược lại dữ liệu ban đầu là không khả thi. Và nhờ vào cái tính chất một chiều này, người ta không lưu mật khẩu ở dạng mảng rõ nữa, mà mật khẩu sẽ được cho đi qua hàm băm mật mã trước khi mà lưu vào cơ sở dữ liệu.
Lúc này kẻ tấn công cho dù có lấy được kết quả BAM cũng không truy ngược lại được mật khẩu ban đầu của người dùng. Hàm mã mật mã nó còn nhiều tính chất hay ho khác, các bạn có thể đọc thêm về nó nha. Một bí ẩn mà chúng ta vẫn chưa giải đáp, đó là tham số MAC là gì và nó có vai trò gì trong cơ chế bảo mật của trang web. Khúc này các bạn tập trung nha, vì chúng ta biết rõ ràng mã MAC là mấu chốt để truy cập những tập tin trên hệ thống. Khi mà chúng ta hiểu rõ cơ chế này và kết hợp với đặc tính thú vị của MD5 mà mình đã đề cập lúc nãy, các bạn sẽ có thể bẻ gãy cơ chế xác thực này và có thể truy cập được bất kỳ tập tin nào mà các bạn muốn. Để giải thích cơ chế này, mình bắt đầu với hai nhân vật là con mèo và con chó, đại diện cho hai máy tính. Con mèo đang muốn gửi tin nhắn tới con chó và mình sẽ tượng trưng bằng cái hộp quà này. Do là tụi nó ở xa nhau nên phải gửi qua mạng Internet, và đây là khu vực rất nguy hiểm. Tất nhiên là con mèo không muốn có ai ngoài Internet thay đổi hay đánh tráo gói quà của nó, cho nên là trước khi gửi đi, nó phải thực hiện một số bước để bảo vệ hộp quà của mình. Đầu tiên, hộp quà sẽ được đưa vào một thuật toán để tính ra một mã số gọi là mã MAC. Mã MAC này sẽ được đính kèm với hộp quà để đảm bảo tính toàn vẹn của hộp quà. Nó giống như bạn đang dán tem niêm phong lên hộp quà này. Ai mà mở cái hộp quà này ra thì con tem này sẽ bị rách liền. Khi đến tay người nhận, để chắc chắn là hộp quà này còn nguyên á, con chó phải kiểm tra hộp quà và mã MAC bằng cách cho hộp quà này đi qua cùng một thuật toán để tính ra mã MAC. Sau đó so sánh mã MAC vừa tính được với mã MAC được gửi kèm. Nếu giống nhau thì tuyệt vời, hộp quà vẫn còn nguyên. Còn trong trường hợp mà ai đó đã thay đổi cái hộp quà này thì thuật toán sẽ cho ra một mã MAC mới khác hoàn toàn với mã MAC ban đầu. Con chó ngay lập tức phát hiện hộp quà đã bị thay đổi và trả lại hàng. Giờ dừng ở đây một tí đi, mình có câu hỏi cho các bạn nè. Nếu mà hacker biết được cái thuật toán, biết được cách để tạo ra mã MAC thì sao? Thì có phải lúc này là hacker có khả năng đánh tráo thông tin trong hộp quà nè? Và hơn nữa, do là nó biết được cách để tạo ra mã MAC nên hacker còn có thể tự mình tạo ra mã MAC mới nữa. Nó giống như là mặc dù bạn có niêm phong hộp quà lại, nhưng mà cái con tem thì ai cũng có thể làm giả vậy. Khi mà hộp quà được gửi đến người nhận, cho dù con chó kiểm tra đi nữa thì nó cũng không phát hiện được là đã có người thay đổi cái hộp quà này. Bởi vì mã MAC do con chó tính ra cũng sẽ giống với mã MAC của hacker thôi. Vì rõ ràng hacker đã biết được thuật toán để tạo ra nó rồi mà, đúng không? Thì đây là một điều mà chúng ta cần lưu ý. Khi thiết kế các cơ chế bảo mật, người ta luôn cho rằng các thuật toán là công khai, cho nên là cách làm này chưa hoàn thiện. Lúc này, các chuyên gia mới đề xuất thêm một khóa bí mật vào quá trình này, thuật ngữ gọi là Share Secret Key, để ngăn cản hacker có thể tạo ra mã MAC giả mạo. Nó giống như cái cách mà người ta chống làm tiền giả vậy. Thì trên tờ tiền thật á, nó sẽ có một ký hiệu đặc trưng được làm bằng một công nghệ mà kẻ làm tiền giả khó có thể biết và làm giả được. Và cái khóa bí mật này sẽ do người gửi và người nhận thống nhất từ ban đầu, và mỗi người sử dụng một bản. Và cái quá trình trao đổi khóa này phải được diễn ra một cách an toàn trước khi mà hai bên trao đổi thông tin. Bây giờ thì trước khi gửi đi, con mèo sẽ cho hộp quà và khóa bí mật vào trong thuật toán để tạo ra mã MAC. Các bước tiếp theo thì vẫn như cũ, mã MAC này sẽ được đính kèm để đảm bảo sự nguyên vẹn của hộp quà. Đến khi mà con chó nhận được hộp quà, nó cũng sẽ kiểm tra lại bằng cách là cho hộp quà này và khóa bí mật đã thống nhất từ ban đầu vào trong thuật toán để tính ra mã MAC mới. Sau đó thì nó có thể so sánh hai mã MAC này để kiểm tra hộp quà có còn nguyên vẹn hay không. Thì chính xác, toàn bộ quá trình này là cơ chế Message Authentication Code. Ok, bây giờ chúng ta đã lên level với hai kiến thức mới, đó là hàm băm mật mã và cơ chế Message Authentication Code. Các bạn hãy cùng với mình quay lại với thử thách Spot or Bug, xem nó hoạt động như thế nào và lỗi nó nằm ở đâu. Để chỉ ra được tất cả các lỗi bảo mật trong thử thách Spot or Bug này, chúng ta cần phân tích từng dòng code để hiểu được đề bài. Các bạn có thể click vào đây để đọc mã nguồn của thử thách này. Để hiểu rõ đoạn code này, mình khuyên các bạn là copy đoạn mã này và tự dựng lại trên máy tính của các bạn. Khi mà gặp những chỗ không hiểu, các bạn có thể dùng hàm vadum để in các biến này ra. Ngoài ra có thể tra cứu thêm trên tài liệu của PHP ở php.net. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi nhanh qua từng dòng code. Ở dòng số 4, lập trình viên sử dụng hàm file getContents để đọc nội dung file có tên là bí mật đừng để bị mất.txt và gán vào biến $secretKey. Thì đây chính là khóa bí mật cho mô hình MAC. Từ dòng số 5 tới dòng số 9 là những dòng code cấu tạo nên thông điệp để chuẩn bị kiểm tra. Ta có thể thấy dòng lập for duyệt qua từng cặp key value của biến $get. Thì đây là một biến đặc biệt trong PHP. Nó là một mảng sẽ nắm giữ các tham số trên đường link. Cụ thể với đường link này, cái biến get lúc nãy sẽ có hai phần tử. Phần tử thứ nhất có key là file name và value là hình con mèo .jpeg. Và phần tử thứ hai là MAC và value của nó là cái mã số này. Những cái tham số này người dùng có thể thay đổi nó. Thậm chí mình có thể thêm tham số.
trong vòng lặp này á, ngoại trừ tham số mát, các cái tham số còn lại sẽ được nối chuỗi với nhau. Dấu chấm trong PHP là nối chuỗi đó các bạn. Sau đó sẽ được thêm vào sau biến message. Mình sẽ in cái biến này ra để mọi người dễ hình dung nha. Ví dụ với đường link này thì biến message tương ứng sẽ là file name hình con mèo.jpg. Ví dụ mình đổi thành hình con chó thì thông điệp mà server nhận được sẽ là file name hình con chó. Ví dụ mình thêm tham số cyber bằng chúa su thì lúc này thông điệp sẽ trở thành là file name hình con chó.jpg cyber chúa su. Đây là cách mà lập trình viên cấu thành các thông điệp để chuẩn bị tới bước kiểm tra xem là thông điệp này có bị người dùng thay đổi hay không. Ở dòng 11, đoạn code đang thực hiện so sánh hai giá trị, đó là mã mask được đính kèm cho đường link và giá trị còn lại. Các bạn có thể thấy có sự xuất hiện của thuật toán MD5. Ở đây, lập trình viên đã sử dụng kết hợp hàm bấm mật mã vào trong quá trình tạo ra mã mask. Cụ thể là khóa bí mật secret key và thông điệp message sẽ được kết hợp với nhau bằng cách nối chuỗi. Các bạn nhớ cái thứ tự này nha, là khóa bí mật thì đứng trước này, còn sau đó mới đến thông điệp. Sau đó đưa toàn bộ cái chuỗi vừa tạo ra vào trong thuật toán MD5 để tính ra một mã mask duy nhất cho bí mật và thông điệp này. Nếu như mã mask vừa tính ra khớp với mã mask đính kèm trên đường link thì lúc này server xác nhận là các tham số trên đường link không bị thay đổi và các đoạn code tiếp theo sẽ được thực hiện. Mình ví dụ file name lúc này là hình con mèo.jpg đi, thì server sẽ đọc file ở đường dẫn là cbgs static hình con mèo.jpg và trả về ở dạng b64. Ở phía trình duyệt, khi nó thấy tag image và dữ liệu b64 này, nó sẽ decode và hiển thị lại thành hình con mèo. Các bạn có thể chuột phải view bisexual để thấy được kết quả nguyên bản do máy chủ web trả về. Trong trường hợp mà hai mã mask này không trùng khớp với nhau, ví dụ mình sửa file name thành mèo và bạn gái.jpg, thì lúc này server sẽ phát hiện mình đã thay đổi do mã mask mà server tính được và mã mask mà mình nhập trên đường link không trùng khớp với nhau. Server sẽ phản hồi là 403 forbidden. Ok, vậy bây giờ chúng ta cùng đặt mình vào vị trí của anh developer đi, xem là tại sao anh lại làm như vậy, cũng như là tại sao anh lại gắn mã mask vào những cái đường link. Thì tất cả đều đến từ nhu cầu thôi các bạn. Chúng ta cùng xem tin nhắn mà khách hàng gửi cho anh developer nè. Đây là một cái vấn đề liên quan đến kiểm soát cái quyền truy cập và anh developer đã quyết định ứng dụng cơ chế mask để giải quyết cái vấn đề này. Thì cái luồng hoạt động của website lúc này nó hơi thay đổi một chút so với mô hình mask trước đó. Lúc này người gửi đi thông điệp và người nhận cùng là một người và chính là web server của tụi mình. Thì đầu tiên server sẽ niêm phong tất cả những đường link trước khi mà gửi cho người dùng. Mình lấy ví dụ như là đường link truy cập hình con mèo đi, thì cái thông điệp tương ứng nó sẽ là như vậy. Cái thông điệp và cái khóa bí mật secret key sẽ được đưa vào thuật toán MD5. Thì ở đây anh lập trình viên đã chọn thuật toán MD5 để tính ra mã mask. Cái mã mask này như các bạn đã biết thì nó sẽ đảm bảo cái tính toàn vẹn cho cái đường link này. Thì tất cả những cái đường link còn lại cũng sẽ trải qua cái quá trình tương tự và có một cái mã mask tương ứng. Thì bước tiếp theo khi mà người dùng truy cập vào trang web, server sẽ chỉ cung cấp cho hai mã mask của hai cái file mà chúng ta được phép truy cập. Các bạn thấy đó, lúc này người dùng hoàn toàn ở thế bị động, phải phụ thuộc vào server cung cấp mã mask nào thì mới truy cập được cái file đó thôi. Lúc mà click vào cái file name tức là chúng ta đang truy cập vào cái đường link này kèm với mã mask mà server cung cấp. Khi mà cái yêu cầu này đến server thì ngay lập tức server sẽ chạy cái đoạn code chúng ta vừa phân tích để kiểm tra mã mask trên đường link. Đầu tiên là sẽ cấu thành cái thông điệp từ biến $get từ dòng số 5 tới dòng số 9. Sau đó thì cho nó vào thuật toán MD5 cùng với secret key để tính ra một mã mask. Thì chỉ khi mà hai mã mask này trùng khớp với nhau thì server mới cho phép chúng ta truy cập vào những file trên hệ thống. Thì trong trường hợp mà kẻ xấu muốn truy cập vào những cái file không được phép thì những cái đường link này ngay lập tức sẽ bị server phát hiện. Bởi vì người duy nhất mà tạo ra được mã mask hợp lệ chỉ có server mà thôi. Thì đến đây anh lập trình viên đã giải quyết được cái nhu cầu của người khách hàng của mình. Tuy nhiên là anh đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng trong cái việc mà tự chế ra một mô hình handmade của mình. Các nhà bảo mật có lời khuyên là đừng tự chế cái gì liên quan tới mật mã hết, bởi vì nó rất là dễ làm sai mà thậm chí là còn có thể tạo ra lỗ hổng bảo mật trên hệ thống nữa. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem với cách lập trình và ứng dụng mật mã như vậy, liệu rằng có lỗ hổng bảo mật nào ở đây không? Liệu rằng có cách nào mà hacker không biết bí mật mà vẫn tính toán được mã mask hợp lệ không? Để có thể truy cập vào những tập tin mà hacker không hề có quyền đọc nó. Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem vấn đề và lỗi bảo mật ở đây là gì. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau quan sát kết cấu bên trong của thuật toán MD5. Cách mà hàm bấm hoạt động cũng giống như tên gọi của nó vậy. Sẽ có hai bước chính. Một là cắt dữ liệu ra và hai là trộn từng thành phần lại với nhau. Nôm na thì nó giống như xay sinh tố vậy đó. Mình cần phải cắt nhỏ trái cây ra rồi mới xay, mới trộn các thành phần lại với nhau. Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu thuật toán MD5 xem từng bước nó đã làm như thế nào.
Trong máy tính á, thì những cái thông điệp mà chúng ta nhìn thấy đều được biểu diễn dưới dạng cái bit nhị phân. Ở bước 1 á, thì MD5 sẽ chia thông điệp thành các cái đoạn dữ liệu bằng nhau 512 bit và được gọi là message block. Như với input là dữ liệu tùy ý á, thì không phải lúc nào cũng chia hết cho 512 được. Và trong cái trường hợp này á, thì các thuật toán thường tự động thêm một đoạn dữ liệu ở cuối sao cho đủ 512 bit. Và hành động này được gọi là padding. Ví dụ như ta chỉ cần thêm các bit 0 vào cuối cho tới khi đủ 512 bit là được rồi. Theo các bạn có vấn đề gì không? Tất nhiên là có rồi, để mình chứng minh cho các bạn xem nha. Ví dụ mình có hai thông điệp. Thông điệp A ở dạng nhị phân là 10000 3 bit 0. Thông điệp B là 10000 4 bit 0. Khi mà đưa hai thông điệp này vào thuật toán padding do mình tự chế thì lúc này A sẽ biến thành giá trị này và B cũng sẽ biến thành giá trị này. Các bạn có thể thấy là hai giá trị này nó giống nhau, đều có bit 1 đứng đầu và tất cả các bit còn lại đều là bit 0. Và hiển nhiên khi ta có hai thông điệp y hệt nhau sẽ cho ra hai kết quả bấm y hệt nhau. Và chúc mừng, chúng ta vừa gây ra hiện tượng hash collision và đi ngược lại với tiêu chí bảo mật của hàm bấm mật mã. Thì mình nói nhanh về hash collision đi. Thì collision á, trong tiếng Anh á, là va chạm. Ví dụ như traffic collision là hai xe nó tông vào nhau. Còn hash collision thì sao? Thì đó là khi mà có hai message khác nhau nhưng lại cho ra cùng một kết quả bấm, người ta gọi đó là hash collision. Tất nhiên là cái chuyện này không thể nào tránh khỏi á, khi mà input của hàm bấm là những dữ liệu tùy ý. Mình lấy ví dụ như số tự nhiên đi. Thì các bạn cũng biết á, số tự nhiên là vô hạn đúng không? Trong khi á, là output của hàm bấm á, chỉ là những mã số có độ dài cố định thôi. Thì rõ ràng những cái trường hợp khác nhau của nó là có giới hạn. Nhưng mà khi thiết kế những hàm bấm mật mã, tác giả phải cực kỳ cẩn thận và đảm bảo sao cho cái hiện tượng hash collision rất khó xảy ra. Bởi vì nếu nó dễ xảy ra, giả sử mật khẩu của bạn cực kỳ dài, cực kỳ phức tạp, nhưng thật sự hacker không cần biết mật khẩu đó là gì, mà chỉ cần tìm ra được một dãy dữ liệu có cùng kết quả bấm thôi, có khi còn đơn giản hơn mật khẩu ban đầu nữa. Vậy tác giả của thuật toán MD5, ông Ronald Rivers đã làm như thế nào? Một phân phát cho các bạn là ông cũng là một trong ba nhà sáng chế ra RSA. Chữ R trong RSA đó là viết tắt của tên ông, Rivers. Ông đã thiết kế cách padding như sau. Đầu tiên á, là sẽ thêm bit 1 vào phía sau và tiếp theo á, là các cái bit 0 cho đến khi cái block đó đủ 448 bit. Thì phần còn lại sẽ là 64 bit. 64 bit này sẽ là độ dài của thông điệp trước khi padding với đơn vị là bit. Thì lúc này MD5 đã padding đủ 512 bit cho block cuối cùng. Lý thuyết quá đúng không? Đừng lo, tụi mình đã chuẩn bị một công cụ đặc biệt dành cho video lần này. Một công cụ để các bạn có thể trải nghiệm sống động về hàm bấm. Các bạn có thể truy cập đường link này để sử dụng nó nhé. Ok, chúng ta cùng xem thuật toán MD5 hoạt động như thế nào nha. Ví dụ mình nhập input là tôi sẽ trở thành Hokage. Ở phía bên phải sẽ là kết quả bấm. Khi mà click vào step by step, nó sẽ cho các bạn thấy kết cấu bên trong của thuật toán MD5 thực sự đã tính toán như thế nào. Ở bước đầu tiên, cái bước padding á, bên trái là input của mình nhưng mà ở dạng hex encode. Bên phải là thông điệp nhưng mà sau khi padding. Nó sẽ gồm 3 phần. Đầu tiên vẫn là message do mình nhập vào nè. Tiếp theo sẽ là phần pad, bắt đầu từ mã hex 80 cho đi nè. Nếu mà chuyển thành binary thì nó sẽ có bit 1 đứng đầu tiên rồi tới các cái bit 0. Hai phần này sẽ có độ dài là 448 bit, còn 64 bit còn lại sẽ là phần thứ ba, độ dài của thông điệp trước khi padding. Nó đang được lưu dưới dạng little endian. Thì little endian là cách mà máy tính lưu trữ những con số trong bộ nhớ. Các bạn có thể đọc thêm về đó nha. Hiện tại input của mình có độ dài là 184 bit, tương ứng với mã hex là B8 đó. Nhưng mà thông điệp của mình ngắn quá, xem demo nó sẽ không trọn vẹn. Mình sẽ thêm rất nhiều chữ E với input để nó dài ra khoảng 3 block nha. Bước tiếp theo sẽ là bước cắt dữ liệu. MD5 nó sẽ chia dữ liệu ở ô bên phải này thành các block bằng nhau với độ dài là 512 bit. Khi mà zoom vô block thứ 3, chúng ta cũng sẽ thấy 3 phần. Đây là 3 chữ E cuối cùng bị dư ra sau khi đã chia được 2 block trước đó. Tiếp theo vẫn là phần pad, bắt đầu bằng bit 1 và tiếp theo là các bit 0 cho đến khi đủ 448 bit. Phần len lúc này nó đang ở dạng little endian. Mình sẽ chuyển nó về số dạng hexa là 0418. Và đây cũng chính là độ dài của thông điệp ban đầu, 1048 bit. Quay lại với sơ đồ của thuật toán MD5, từ giờ trở đi mình sẽ ký hiệu hai phần pad và len thành một phần gọi là padding. Sau khi hoàn thành bước 1, chúng ta đã có N block bằng nhau 512 bit. Lúc này thuật toán MD5 sẽ thực hiện tiếp bước 2 là trộn mọi thứ lại với nhau. Ở đây xuất hiện một thành phần mới, đó là hàm F. Hàm F là một phần của thuật toán MD5 và các bạn có thể đọc nó trong mã nguồn của MD5. Hàm F này nhận hai input là message block và cái kết quả trước đó. Nhưng mà ở lần xử lý block đầu tiên, do là không có kết quả trước nào hết, nên tác giả mới phải nạp một giá trị khởi tạo để kích hoạt cái quá trình này. Nó được gọi là IV hay là Initial Vector.
Thì trong thuật toán MD5 á, giá trị của nó sẽ là hằng số này. Và kết quả của hàm F sau khi xử lý xong block 1 á, được gọi là trạng thái 1 hay là state 1. Và sau đó message block 2 và state 1 sẽ tiếp tục để được đưa vào hàm F để tính ra trạng thái tiếp theo, gọi là state 2. Và cái quá trình này nó sẽ lặp lại cho đến khi không còn message block nào hết. Và cái trạng thái cuối cùng, state N, cũng chính là kết quả bump. Các bạn nhớ kỹ điều này nha. Kết quả bump á, chính là cái trạng thái cuối cùng. Quay trở lại với hash playground, sau khi đã chia thành 3 block, tiếp theo á, MD5 sẽ thực hiện quá trình tính toán trộn những cái dữ liệu này lại với nhau. Ở lần xử lý đầu tiên, IV, một giá trị khởi tạo, và block 1 sẽ được cho vào hàm F để tính ra trạng thái đầu tiên, state 1. State 1 sau đó sẽ được tiếp tục đưa vào hàm F cùng với block 2 để tính ra trạng thái tiếp theo, state 2. Và cứ tiếp tục như vậy, lúc xử lý xong block 3 cũng chính là lúc cái quá trình này kết thúc. Và trạng thái cuối cùng cũng chính là kết quả bump của thông điệp. Chúng ta đã hiểu cách hoạt động của thuật toán MD5. Nhưng có một điểm rất đặc biệt trong cách hoạt động của nó. Phần này hắc não nha mấy bạn. Một cách bình thường thì MD5 sẽ thực hiện quá trình tính toán này lần lượt từ đầu đến cuối, từ block 1 này, 2, 3 tới block N. Nhưng với cấu tạo như vậy, nếu chúng ta biết được một trạng thái, mình ví dụ là state 1 đi, thì chúng ta sẽ làm được gì? Có phải là chúng ta không cần biết block 1 mà vẫn có thể tính được state 2 đúng không? Vì chúng ta đã có đủ 2 input để tính state 2 rồi mà. Đó là state 1 nè và message block 2. Và cứ tiếp tục cái quá trình tính toán này, chúng ta sẽ tính ra được state N mà không cần biết block 1 là gì. Vậy nếu mà chúng ta biết state 2 thì chúng ta có thể tính toán từ block 3 trở đi đúng không? Mà không cần biết block 1, block 2 là gì. Và tại sao mình nói điều này ở đây? Mảnh ghép này thì liên quan gì? Nhớ lại cách tính mã mát trong đoạn code Spotterbug. Cái dữ liệu mà trước khi đưa vào thuật toán MD5 sẽ bao gồm 2 phần. Phần đầu là khóa bí mật, và phía sau là cái tham số từ người dùng truyền vào. Và khi đưa toàn bộ cái dữ liệu này vào thuật toán MD5 thì quá trình nó sẽ diễn ra như vậy. Thì cái kết quả bump, cái state N của quá trình này đồng thời cũng chính là mã mask mà chúng ta được cung cấp. Mã mask của toàn bộ dữ liệu bao gồm Suric key và file name hình con mèo .jpg. Vậy với hai dữ kiện mình vừa nói, một là tính chất đặc biệt của MD5 nè, và hai là cách tính mã mask của thử thách Spotterbug. Vậy thì ta có thể làm gì ở trường hợp này? Trong mắt hacker, cái mã mask được cung cấp thật ra chỉ là state N thôi. Sẽ ra sao nếu chúng ta có cách để thêm cái message block thứ N+1 vào cuối cái quá trình tính toán này? Thì có phải lúc này chúng ta đã có đủ 2 input cho hàm F, đó là message block hiện tại và trạng thái trước đó, để tính được trạng thái tiếp theo, state N+1, mà không cần biết phần dữ liệu phía trước là gì, bao gồm cả secret key? Thì đây chính là một kiểu tấn công trong mật mã học, và tên kỹ thuật của nó được gọi là hash length extension attack. Thì chung quy lại, trong hash length extension attack ấy, thì nguyên nhân là do cách kết hợp khóa bí mật và thông điệp sai. Khóa thì đứng trước, còn dữ liệu mà ta kiểm soát thì ở phía sau, cho nên là chúng ta mới có thể thêm dữ liệu vào cuối và mở rộng cái quá trình tính toán này. Và khi chúng ta có một mã hash, một kết quả bump cũ, ta có thể lợi dụng đặc điểm cấu tạo của hàm bump và tính ra được kết quả bump mới mà không cần biết dữ liệu phía trước là gì. Cụ thể trong ngữ cảnh Spotterbug ấy, thì kết quả mới này chính là mã mask giả mạo cho toàn bộ thông điệp mà chúng ta vừa thay đổi. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ tấn công thực sự vào thử thách này. Làm sao để tạo ra một payload, một mã khai thác hoàn chỉnh. Cùng nhau khám phá một chức năng khác của Hash Playground. Và trong đoạn code này, vẫn có lỗi mà chúng ta chưa tìm hết.